Cả xóm mừng nè cả nhà. Mừng quá cả nhà ơi. Là gia đình của chị hay sao? Gia đình chị hay gì? Cái này gia đình của mình hay sao? Cái này tôi không dính líu. Vậy sao chị này khóc? Thành chánh. Sao chị khóc vậy? Anh ruột. Bây giờ chỉ giùm em giúp gia đình, vẫn là gia đình giùm em ha. Vậy là quá vui cả nhà. Nói chung cũng chúc mừng cho gia đình. Chúc mừng gia đình. Dạ. Quá trời vui. Tình cảm của bà con hàng xóm cũng mừng cho nhà. Dạ. Tối nay mà ba ngày còn cuốn sống là vui luôn. Có thông tin mới nhất để tìm được thêm 3 người nha cả nhà. Tìm được 3 người. Mừng cả nhà, có thông tin mới nhất là thêm được 3 người đã điện về thông báo tin. Là được 3 người hiện tại cũng cứu rồi ha. Cái này không mấy mình đi xuống nhà kìa. Là 2 triệu kéo á. Ờ đi dẫn có bay hơn. Rồi dạ. Có em xuống nhà. Điện tiếp luôn xuống nhà. Rồi có tin mới nhất luôn cả nhà. Sau 5 ngày lên tên trên biển. Để em lại nhà. Cần nghe không chị em? Chưa gì dẫn không? Chị dẫn giùm em ha. Chưa. Chưa vậy chị dẫn giùm em ha. Dẫn đi luôn đi. Dạ. Dẫn luôn. Cả xóm mừng nè cả nhà. Mừng quá cả nhà ơi. Là gia đình của chị hay sao? Gia đình chị hay gì? Cái này gia đình của mình hay sao? Cái này tôi không dính líu. Vậy sao chị này khóc? Thành chánh. Sao chị khóc vậy? Anh ruột rồi. Bây giờ chỉ giùm em giúp gia đình, vẫn là gia đình giùm em ha. Vậy là quá vui cả nhà. Nói chung cũng chúc mừng cho gia đình. Chúc mừng gia đình. Dạ. Gặp rồi cả nhà ơi, gặp được ba anh rồi. Hướng này hả chị? Mày lại nước sao? Thì giờ cũng có hai chị này đã tìm được người thân rồi nha. Giờ thấy xúc động quá cả nhà. Vậy là 8 người mà tìm được thêm 3 người nữa. Với anh kia nó là 4 người. Giờ đi thông báo tin vui cho gia đình. Vậy là coi chừng gia đình của cô anh Sang là coi chừng ấy luôn á. Là anh Sang ở trong thùng mà. Thì gặp chung chung thùng đó nè, ba anh chị này là chung thùng nè. Chung thùng là đã, ba người kia cũng đã ấy rồi đó. Rồi. Giờ mình cũng theo chân hai chị dẫn tới nhà của mấy gia đình kia cũng có biết thông tin. Rồi anh em tới nhà luôn cả nhà. Nói chung là một trong những ba người trong thùng đó là được người ta giúp đỡ vô bờ nha cả nhà. Nói chung cũng mừng cho gia đình anh chị rồi. Lên đây thông báo cho cập nhật cho khán giả biết về thông tin mới nhất nha. Đây à. Gửi lại xe đây được không chị? Được, bỏ lại đi, dùng đại đi, cho lấy chân. Dạ. Rồi gửi xe đây xíu cho chú. Có tin mừng ha chú. Cầm giùm. Trời ơi, sớm mừng luôn. Trời. Cứ đổ đi, dừng khóa đúng không nha. Dạ, rút gì hết. Nghe tin ba người. Vui quá chú ơi. Đúng ai cũng vậy ơi. Hay. Đây này. Đây cả xóm là cũng ai cũng mừng hết cả nhà. Đi chạy nè. Đó này là rừng dưới ruộng nha. Này mới hay tin liền là cả nhà chạy liền luôn cả nhà. Trời ơi, cảm xúc này mừng cực biết.
cho đi nữa đâu. Đừng cho đi nữa, nghỉ cho đi luôn hả chị? Bây giờ là không cho đi nữa, bây giờ là được là về nhà luôn, là không cho đi nữa đâu. Ừ. Dạ, cả nhà mình quá trời nè. Hồi sớm nè. Dạ, hồi sớm cũng rồi. Đây là vợ của một trong những anh đi theo đi thiền luôn nha cả nhà. Rồi bữa mình nghe mình cũng mừng giùm cho gia đình. Cái này là ảnh mượn số điện thoại người ta gọi về hay sao chị? Hai ơi, có người kia. Có người ta chưa có về mà. Thôi, chỉ cập nhật. Cái thằng nhỏ. Nha. Thằng nhỏ có tên này ở vô nhà đó không? Dạ. Quải. Có người điện về ha. Mừng cho gia đình quá trời ha. Dạ. Nó nè, tôi trực tiếp nè. Chị nè. Mẹ đứng đâu đây nè, đâu. Đứng trong đây lại đi. Nè, con này là con vợ là hồi nãy. Vợ luôn ha. Vợ. Cái này vợ của thằng nhỏ đi về. Vô. Bữa chiếm chặt thằng anh rồi giờ bữa nay. Bà mệt rồi, bà mệt. Mừng quá trời, chúc mừng mình gia đình ha. Cũng như nó nói là mới được giúp ngày nay luôn á. Mới nghe luôn cái nè. Mới gọi về luôn ai, cái đó ai thông tin vậy? Dạ, tại vì ảnh nói là ảnh lên biển là 7 ngày 7 đêm rồi, qua tới Mã Lai luôn rồi. 7 ngày 7 đêm lên trên biển luôn. Dạ. Thôi từ bữa tôi có được để chị đứng. Vậy là chỉ mới có được là cứu ngày hôm nay thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Chồng chị là một trong số những người đó là tên gì? Chồng em tên Trần. Tên gì? Chồng em tên Trần. Nhà tôi cũng là coi. Trời ơi. Hãy đứng đeo đây nè, đâu vô đây gia đình đâu vô. Dạ rồi. Mừng quá trời ha. Dạ. Trời ơi, 7 ngày luôn cả nhà. Mà hồi nãy cũng như nên tự nhiên kết bạn. Coi như thấy lời mời kết bạn là lạ hay sao chị? Dạ tại vì em từ hồi nào giờ em không kết bạn như lên người lạ. Cái số lạ em cũng ít có bắt máy nữa. Dạ. Tự nhiên cái em vừa đăng hình ảnh lên cái tự nhiên cái em thấy là kết bạn cái người số lạ kết bạn với em. Dạ. Em do dự hoài cái tự nhiên cái bấm vô luôn. Dạ bây giờ gọi được chảnh nữa được không? Dạ không được tại vì anh tới Minh Mã Lai bạn á. Mã Lai gọi về luôn ha. Dạ. Rồi vậy là bây giờ là theo chị biết là được 4 người phải không? Dạ được 4 người rồi. 4 người vậy còn 4 người nữa. Còn 3 người. 3 người đó. 3 người, 3 người, dạ, 3 người nữa. Một cái người mất rồi, một dạ. Người nãy gia đình. Trời ơi quá trời mừng luôn. Dạ. Vậy là cái người anh mà được cứu đầu tiên cũng gia đình chị luôn hả? Dạ đúng rồi, là anh chồng. Trời ơi, mừng. Dạ. Người thân trong gia đình mừng ha. Dạ. Gia đình là hai đứa nó mà cũng giờ anh... được hai đứa về. Còn một người là hình như ba người là còn người nữa có gia đình đâu nữa. Em cũng không biết hình như là người là gia đình đây nè. Đó, chị này phải không? Rồi, rồi. Chồng đây chồng chị nè. Nãy bà chạy. Bà chạy vô đây chị vô đây luôn. Vô dân luôn, vô luôn. Cảm xúc. Ờ, quá trời luôn. Chồng chị tên gì vậy mà thở thở kịp luôn. Cái gì chánh? Thập chánh. Chúc mừng cả nhà ơi, này là người thân của hai chị. Bây giờ hôm nay nếu mà trời Phật thương đã cứu rồi mà có bây giờ đợt này có cho anh đi nữa không? Dạ không đâu, giữ nha, là phải giữ chồng luôn. Giữ chồng luôn, giữ dễ. Cho chứ. Vậy cho làm nghề gì? Mằng một quẹt trên bờ vậy. Yeah. Làm ruộng làm gì cũng được ha, đừng đi biển nữa ha. Dạ, ai thuê gì mình làm nấy thôi. Gia đình mình là có đất đai rồi hay không? Dạ không. Mà phải đi biển vậy chị? Dạ không, mình không có đất đai. Dạ. Cũng là gì? Cha già. Làm người nuôi cha già hả? Có nuôi cha già nữa hả? Đây này không phải ông già. Nhà này như có thì tiền thì cho cha vậy đó. Ở nhà này là chị. Là đất nói chung là không có đất đai. Dạ không có đất đai. Cái nghề chính đó luôn. Dạ đúng. Đây nè. À nhà. Nhà chị đó bên đây hả? Trời ơi nhà gì không? Chưa có. Chưa có cửa luôn. Rồi nhà chị là gần đây không? Đó, chạy phút sửa xe. Rồi rồi mừng mà sức mồ hôi hết trơn. Hồi nãy nói chuyện lâu không chị? Dạ nói cũng lâu à, ảnh cũng kể chuyện như ảnh lên đơn về biển vậy đó. Là 7 ngày luôn. Dạ đúng 7 ngày luôn. Rồi thì tức luôn. Ngoài cứu hả? Không, cái tàu cũng ở trong mình nè, cũng ở ngoài Quảng Ngãi, Quảng Ninh vậy đó. Ảnh như tàu câu á, tàu buông á. Cái này có một phép màu nào thôi, có 7 ngày không nuốt. Kể cho tôi đứt lên nghe. Chị sao đuôi sao, ảnh nói sao? Ảnh tự nhiên giờ hỏi cũng mình ngang. Quên luôn, vui quá trời vui. Vui quá quên. Từ từ đi, hai người là niềm vui. Thôi vô nhà của chị. Bây giờ phải hỏi lại câu hỏi nè. Cho chị vô nhà đi, vô nhà đi. Vô nhà em. Không, vô đi. Không sao, không sao. Vô nhà đi, cho khán giả ta thấy luôn. Không có vấn đề gì đâu. Nhà chưa có cửa luôn cả nhà. Trời ơi. Dạ năm nay cũng mới làm tại vì vợ chồng em thì nghèo khổ không có gì. Cái này anh chị ở đậu bà chị thôi chứ không phải là nhà của mình hả anh. Nhà này cũng đất của bà chị. Mặc áo vô chút. Cứ mặc áo vô chút. Quá trời vui rồi.
Vậy là hồi nãy chị kể lại tường tận là lúc anh điện về sao sao chị kể ha. Dạ lúc nãy là anh điện về anh hỏi cái anh đó, anh hỏi là phải em là Lê Thị Linh không? Dạ. Em nói là phải. Rồi tự nhiên cái anh bật cao lên hỏi em là có gặp thấy dòm thấy anh yêu không? Cái em dòm, em quay qua em dòm là đưa cái mặt chồng em là mới biết là chồng em. Dạ. Dạ. Ngày hôm qua giờ nghe thông tin chắc có lẽ là gia đình nghĩ sao? Thì em cũng nghĩ thì chỉ có 5 năm thôi. Dạ. Dạ 5 năm thôi. Cầu nguyện thôi ha. Dạ chứ cầu nguyện chứ không có bây gì. Bây giờ còn hơn chút số thôi cả nhà. Thì cái ai vậy em giờ nghe tin chồng. Dạ. Nghe tin chồng. Dạ. Nghe tin chồng em còn sống em cũng không ai cho em 10 triệu nữa. Dạ. Trời đất ơi. Như trúng số luôn ha. Là ba của anh nãy chị nói ảnh tên gì? Anh tên Trần Văn Học. Anh Học ha. Dạ. Chị này nói chung là hai người đây cùng cánh ngộ nè. Không dạ. Cho em hỏi này, nãy giờ khi mà anh Học có nói chuyện trực tiếp với chị chưa? Dạ nói rồi. Anh Học có sức khỏe, anh Học thế nào? Anh nói là anh cũng mới tỉnh à, anh cũng chưa có kể gì sâu quá. Dạ. Dạ. Nhưng mà sức khỏe vẫn tốt đúng không? Dạ sức khỏe vẫn tốt nhưng mà cái cuống họng của anh còn hơi đau. Dạ. Tại vì anh uống nước biển á. Trời uống nước biển rồi. Chứ trên đó anh chỉ được cái thùng thôi anh. À. Cái thùng mà đựng cá đó, được cái thùng đó thôi, được ba người chứ. Dạ. Trời đất ơi. Vậy là cái này là trường hợp này tới 7 ngày lên đêm trên biển luôn. Dạ. Rồi anh kể với em đã nói là anh được lụm cái lưới của người ta gách á rồi anh bỏ xuống là được ghẹ, có ghẹ để ăn sống thôi. Vậy luôn hả? Dạ. Vậy là cái đó là may mắn cái trên nằm trên cái đó xong nào câu. Là bỏ lưới xuống câu luôn hả? Như bỏ lưới cho ghẹ đu thôi. Trời ơi. Dạ. Cái này là kỳ diệu luôn chứ không giỡn đâu. Chắc ghẹ ăn sống luôn còn gì nữa. Ghẹ ăn sống thì tối thì cái gì cũng phải gặp. Uống nước biển luôn. Dạ dạ. Vậy là chị hỏi là anh uống nước biển luôn. Dạ anh cũng nói là anh uống nước biển và dưới ghẹ ăn ghẹ sống cầm cự thôi. Trời. Anh nói là cái chuyến cuối cùng chiếc ghe là chiếc ghe cuối cùng rồi ảnh luôn đó. Trời là không dám đi nữa không? Anh nói không là... phải là cũng như là chiếc ghe là chiếc ghe định mệnh cuối cùng định mệnh luôn ha. Dạ. Vớt cái cuối cùng á. Vậy là có nghĩa là 7 ngày rồi mới được tàu biển của người ta cứu dạ. Giúp. Tại vì anh nói vậy nè, nó hôm nhất sáng á cũng có một chiếc ghe chạy qua ảnh mà ảnh nói là ảnh giục cái phao xuống anh lội anh qua ảnh đi qua anh lội qua đặng mà ảnh kêu cứu. Dạ. Nhưng mà đi qua thì ảnh lội không nổi tại vì ảnh không có gì trong bụng hết trơn. Dạ. Ảnh lội không nổi rồi ảnh mới leo qua chạy ngược lại. Dạ. Rồi không biết cái chiếc ghe đó là nó lủi vô như chân ảnh luôn á. Lủi như chân ảnh luôn là vớt. Dạ. Ảnh lên luôn á. Rồi chị nãy giờ gặp chồng chưa? Chưa luôn hả? Chị thấy hình thôi. Dạ. Thấy hình nè, chụp lại hết chân đây từng người á, nói chung là mừng chạy mà. Chạy không? Cũng sống rồi. Vui mừng quá trời luôn. Gia đình mình chắc cửa nay là hết ngủ luôn rồi. Dạ phải anh, dạ đúng rồi. Chồng chị tên gì? Thạch Chánh. Thạch Chánh hả? Dạ chồng chị có mấy bao nhiêu người con rồi? Hai chồng em có 3 đứa con. 3 người con luôn. Đứa 7 tuổi, đứa 4 tuổi, đứa chuẩn bị 1 tuổi. Nó hầu như chắc gia đình. 7 tuổi đi học chưa? Dạ đứa 7 tuổi học lớp 2 rồi. Bây giờ ví dụ mà trở về chị kêu anh làm nghề gì giờ? Không cho đi biển nữa hả? Không luôn giữ nghe là cái giữ à. Rồi. Hồi nãy bà chạy bà nghe cái tin mà bà chạy thôi bà không kịp luôn á. Có chân mừng cái cảm xúc dạ chuyến này anh ơi chứ mình đã khóc qua chết một lần rồi chứ. Dạ. Giờ con cái mình quá trời vui cả nhà. Đặc dụ như bây giờ nếu mà trên bờ thì ai mướn gì mình làm nấy ăn đủ ăn thôi. Tiền có thể làm được, đúng kiếm cái nghề khác làm được. Dạ. Còn mà cái người chồng thì có kiếm. Dạ đúng rồi. Con cái của mình. Dạ. Dạ. Mà chị là nhiêu người con á? Em 3 đứa con. 3 con luôn, chị. Dạ. 3 luôn. Nói chung chắc lẽ là nhà này cũng công việc cũng khó khăn không ha. Dạ đúng rồi. Có đất đai gì không chị? Không luôn ha. Chị ở đậu luôn hả? Chị này cũng ở đậu trên đất của người chị luôn. Dạ đúng rồi chị luôn. Rồi cái nhà này còn chưa có cái cửa nữa nè. Nhà không có cửa luôn. Rồi thì chỉ mình từ dựng lên che mưa che nắng. Ở sao mà cái lỗ nó mình cắt ngay để cho thoát cửa đó hả? Dạ cái này tại cắt cửa như cho nó gió nó mát. Không thoáng nha. Dạ. Trời ơi nhà ở sao mình che tấm bạc nữa kìa. Ừ. Hồi nãy là anh Học nè, anh Chánh nè, còn thêm một người nữa ai? Cha em, Học Văn Hồng. Ủa vậy là gia đình chị hai người luôn? Gia đình chị hai người hả? Cha Hồng sống luôn. Quá trời mừng luôn. Dễ gì chồng em, nếu mà cha em sống thì chồng em sống, còn cha em chết thì chồng em chết. Tại vì dễ gì cha, dễ gì chồng em buông tay em. Vậy chị này cái niềm vui nhân ba cho bố ba luôn. Cha rồi còn chồng nữa, an toàn trở về. Bởi vì bây giờ là còn hiện tại là ba người.
ba người. Dạ, chị nghe điện thoại đi, chị còn ba nghe điện thoại đi chị. Thông báo tin vô cho gia đình đi. Không sao, mong chờ phép màu ba người. Dạ. Nghe của gia đình mà không sao. Còn một chú chủ tàu là chắc chắn rồi ha. Dạ, chú ảnh chắc chắn rồi. Dạ. Rồi. Vậy cũng mừng rồi. Đã có phép màu cho 8 người mà 4 người đã lên bờ rồi. Chúc mừng gia đình ha. Chứ đi rồi bắt đầu mình tính sau, còn vấn đề mấy anh. Bà cụ đâu có nghe tin chưa? Dạ nghe hết rồi, mẹ nghe hết, mẹ đi nghe CD. Nghe nè. Mẹ đi cho ba hay chồng sớm hay khỏe rồi ha. Thôi cũng kỳ luôn ha. Trời ơi. Cảm ơn chị ha. Ba người. Cứu được ba người. Ba người. Chú con nghe má. Dạ cho dính chánh với anh học. Anh ruột vậy hả? Quá trời. Là anh gì? Người anh thứ tư. Mẹ ruột kìa. Mẹ là mẹ tới luôn hả? Thứ tư. Chúc mẹ có gì chúc mẹ đi. Quá trời ơi. Mừng quá. Chúc mừng gia đình cô nha. Mừng quá trời mừng luôn rồi. Gia đình của cô là hai người luôn cả nhà. Hai đứa con luôn, được cứu hết, mừng quá con ơi. Ồ vậy cô mình ăn mừng đi cô ơi. Mừng quá rồi, cho chồng xóm hay á, đi cho tin hay chồng xóm hay. Hay nguyên cả xóm ai cũng mừng mai cho cũng cô vậy á. Này gì con này đó. Có giá rồi. Đúng rồi, có giá rồi. Đã giờ về con người là con kiếm tiền nữa. Đúng rồi. 6 ngày đó. 6 ngày. Khóc luôn rồi nè. Ví dụ chú kia là 4 ngày, đợt này mấy chú này tới gần 6-7 ngày luôn. Thông báo tin vui mà khóc luôn rồi. Cầu nguyện mà lại trời đang phạt có bệnh gì. Thì cầu nguyện sẽ có phép màu quá ha. Đinh quá, đinh quá. Quan Âm Thế Âm Bồ Tát cũng độ con, tôi đinh quá trời luôn rồi. Không có gì bằng cái cảm xúc lúc này cả nhà. Nói chung là không sao rồi chiều giờ. Nè nhà con gì nè. Mới có nghe thông tin là chỉ có khoảng 5 phút, 10 phút này à. Trời ơi, vui quá. Cô có nghe nào? Trời ơi, mới giấc kiều điện về thấy mặt con tôi mừng quá trời luôn rồi. Trời ơi, vậy hả? Có hỏi gì con gì không? Nó hỏi con vừa thấy là nó hỏi anh nó liền. Rồi mẹ hả? Có nghe tin anh không? Ơi con đừng lo. Dạ. Anh con vớt được rồi, anh rồi con cứu được rồi. Cứu được nha. Tức là cái anh đầu tiên. Anh đầu tiên là anh nó. Con đầu tiên với cái con chú hai nha. Con cô là gọi điện cho nó hay mà. Con cô hai người luôn á. Mà bây giờ chưa ai vô bờ hết. Vậy là, nhưng mà đã thấy vậy là mừng rồi con. Nói chuyện rồi. Điện về được mà vui rồi. Vui rồi. Tại bây giờ bao lâu về cũng được, nhưng mà trước mắt là được biết trước mắt mình đã thấy an toàn ok rồi. Dạ. Bây giờ mong sao phép mời ba người nữa. Hai cả xóm đã em quay đủ gì. Giá mẹ Quan Âm rồi. Mẹ Quan Âm để với chung tất cả. Dạ. Được người nào mừng người nấy, dù không phải mẹ... con cô mà người khác cũng vẫn mừng dạ, nữa. Mình đã giái mẹ trứng rồi đó. Mẹ trứng rồi đó. Trứng dạ. Rồi, tại dạ. Vì không tại em. Còn ba đứa nó vậy cũng giái trời, giái Phật cho là gặp cho được người vớt như con gì đi. Dạ. Còn có ba người nữa à. Dạ giờ vớt hết luôn. Đúng rồi, đúng ba người nữa là giái. Nhưng mà còn chú riêng ra thành ra đó. Ba người kia không có đi trong cái thùng. Không có đi chung. Dạ. Không có đi chung mà ba người kia khác không có chung thùng. Không có chung thùng đúng rồi. Cái nắp thùng có hai người với mấy phải không? Ba người luôn. Người anh người Sang là nằm trên nắp. Anh Sang với anh Nhí với anh Minh. Nhưng mà anh Sang nằm trên nắp phải không? Dạ đúng rồi, ba người trên nắp. Sang Nhí Minh. Anh ok trong đó tới hai người tên Sang, Sang chủ với anh Sang. Sang chủ với Sang lính. Sang chủ thì rồi. Sang nhỏ trên nắp. Sang nhỏ nãy mới vô rồi. Dạ. Có cái hình của ảnh không? Con chị có hình ảnh không? Hình ảnh hả? Ừ. Hình là cho người ta coi rồi con mừng giùm cho chị nè. Nhưng mà chụp đem chim chứ lưu qua. Nhưng mà có cái hình ở nhà. Có hình ở nhà cũng được. Rồi gửi. Có hậu á. Có hậu á. Hình của anh này nè, ở đâu người có không? Cho coi cho hình chứ. Hồi nãy tôi có chụp hết lên. Vui. Không, có hình bình thường cũng được. Hình nãy điện, điện. Có. Có hình bình thường cũng được. Hình bình thường. Hình nè. Đây là cái hình này ha. Hôm nay, hai ngày nay em cũng đăng tấm hình này lên. Quay cho em chụp cái. Quay qua đây xích xíu. Đây nè. Rồi mừng quá trời ha. Này luôn. Thì ra là ông này là chồng chị phải không? Chồng chị luôn. Thấy đăng nè. Rồi mình nói chung là chị này. Rồi là hình này của trai em nữa nè. Hiện là giờ để em đăng lên Facebook. Còn hình nha. Còn hình người anh nữa đâu? Mẹ em anh nữa. Đây. Để hình cũng cho ta đăng lên cho biết. Đây đây nè, chú này nè. Quay đây giùm xíu con chụp cái lắm. Có hình cậu hậu trong đó. Có để em kiếm. Kiếm đi cho người ta lấy được tâm. Chụp đi. Đi, rồi đó chụp từng người. Nói chung vậy là mừng trước khi mừng rồi đó. Dạ. Tối nay là có nhiều cô anh chị là trong nhà là ngủ ngon rồi đó. Không có ngủ. Dạ.
mà mình thức không ví dụ là đây của đây đây của anh Hậu đúng rồi. Anh Hậu đầu tiên anh này là anh là người đầu tiên ha, đầu tiên ha. Hậu đẹp trai ha, dạ 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 có rồi mẹ ơi, đẹp trai quá. Rồi rồi ơi đó, có là chung vậy là mừng rồi ha, bốn người đó, bốn người bốn người đó. Thì tất rồi đó. Ờ, ra con đó. Giới được anh ba. À, nó cái thằng con của thằng gì hết đâu đó. À. Con của anh Hậu hả? Con anh Hậu. Mẹ nó bỏ hồi đó có ký mấy rồi gì luôn tới giờ nè. Ủa vậy nó sống chung với anh Hậu hả? Ờ, cha nó. Cha nó khi mà cha nó đi biển thì cha nó gửi nhà cô nó nè. Chị nó nè, chị nó chị sao? Ơi, thằng đó nó có tự ký mấy luôn đi. Hy vọng tối nay nghe tin thêm ba người nữa là vui rồi. Hy vọng là được tin ha. Mình nghe tin thêm ba người nữa. Dạ. Đây là chuyến đi biển đó, là cuối cùng luôn rồi. Cuối cùng. Trời ơi. Đi biển chuyến này là nói chung là đợt này nghỉ luôn ha. Nghỉ luôn. Nghỉ luôn á. Trời trên bờ có gì ăn nấy con ơi. Dạ. Không dám cho con đi biển nữa đâu. Dạ. Trải qua một lần mà thấy nghỉ luôn ha. Xong rồi. Anh nói anh này vợ trên bờ là anh không nhận đi nghe nữa. Mới đầu tiên luôn, mới thành phố về. Trời ơi. Dạ, dạ anh học á. Mới chiến đầu tiên luôn hả? Chiến đầu tiên á. Mới là chiến cuối cùng luôn rồi. Mà thảm luôn, chiến cuối cùng luôn. Đúng rồi đó. Móp là định mệnh cuối cùng luôn. Móp là hết dắp đi tao. Mới được chiến này nó là chiến thứ hai. Chiến thứ hai hả chị? Còn Hậu đó, mình đã chụp hẳn rồi. Chiến thứ hai là bị nạn. Có lên trên đây, chị nói có anh Sang nhỏ đi lâu nè. Đúng rồi, cha mày cũng mến chủ quá. Hậu không có sai, không có Hậu, Hậu có đổi nghề. Đúng rồi, Hậu lâu rồi đó, Hậu với Nhí, giờ thấy mừng luôn quá trời luôn nha. Không gì bằng cảm xúc này luôn ha. Mà gì có trúng đặc biệt gì cũng không có mừng. Cái này không bằng tiền bạc vật chất đâu, cái này là nghe tin người nhà mình an toàn trở về rồi. Còn con là còn kiếm tiền được. Còn người con của. Còn người cửa à. Mà con suy nghĩ đi, nghe tin mà hai thằng con ơi gì muốn chết chết luôn á. Trời ơi. Mà bây giờ được vậy gì mừng quá trời mừng luôn rồi thiệt. Bây giờ chỉ còn mong trời Phật cứu giúp ba đứa còn chưa có hết luôn dạ. Đây gì là người hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay luôn. Hai người trong gia đình. Hai người trong gia đình được cứu rồi. Để về chúc cô chúc gia đình sức khỏe. Dạ chúc mừng nha chị. Mừng quá trời. Hai bà vợ luôn. Hai bà vợ vui mừng nhất. Về coi kiếm cái nghề khác làm em ha. Rồi chuyến đi biển lần đầu tiên là cứu cái nhà của gia đình tội quá trời luôn. Tình của Linh với hai người giống hệt luôn á. Chị kia cũng ở ké nhà người ta như vậy nè. Chị ơi, hồi nãy anh học chị cho chị là ở. Chị ơi. Là ông mới là cách ông quá. Cái Zalo người đó là người gì? Người Việt mình luôn đúng không? Người như Bình Định người hay gì? Người Bình Định rõ. Tàu cá Quảng Nam cái người miền Trung á, người miền Trung. Vui quá. Sớm quá trời. Vui quá thân chắc lại mừng. Đây em đi cả xóm luôn. Vui quá trời ơi. Này đó bây giờ đi cả này đi bên gãy vậy. Mừng mừng luôn. Thôi coi ngày mới mừng dịch mừng gì đó ăn mừng đi. Mình xào thịt bò nè, còn mới gà vịt là mình nấu với cái này là gì? Cho trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Nói là cái này là mình xào thịt bò nè, còn cái này là mình nấu thịt gà. À. Trời ơi. Quá trời mừng luôn. Quá trời mừng luôn rồi. Rất là mừng luôn. Hai người trong nhà mình bao nhiêu tiền cũng bằng. Thôi nói chung qua đợt này kiếm cái nghề gì làm cho nó ấy đi cô ơi. Dạ. Gì trên bờ đi. Dạ. Em cũng có ngủ được, có ăn được đâu, tượng nào nay em cũng bệnh luôn chứ đâu. Đêm nay ngủ được. Mất ngủ đêm nay luôn. Thôi đêm nay mất ngủ nhưng mà vui. Dạ. Luôn. Nhưng mà đêm nay vui rồi. Dạ. Ngoài ngoài sân này nè. Lại cùng Hiển. Dạ. Lại cùng Hiển. Tại. Phá gì con. Bà Linh Hiển ghê chưa? Vậy là cô cầu nguyện mấy ngày nay luôn hả? Dạ. Đập bàn luôn hả? Mấy bạn này nè chú.
đập cái bàn này luôn hả? Trời đất ơi. Vậy là mới nghe tin là dẹp luôn ha. Dẹp cái bàn này luôn đi gì hay. Vậy là đã hiển linh nè con. Trong thì giá chủ quyền, giá phận ở trang, ngoài thì giá trời, giá phận là chính quân trời người luôn cho bạn. Dạ. Giá trời mẹ đất. Dạ. À. Mừng quá trời. Xin chị này luôn em ơi. Xin cái chủ chị đây luôn. Xin đi. Có gì con hiểu cảm giác mà một người mẹ mà nghe tin hai người con của mình đang gặp nguy hiểm á. Hai người luôn hả con? Trở về an toàn rồi, thật sự không còn nữa, không còn có còn niềm vui nào bây giờ. Không cần gì hết. Không cần gì hết đâu, cần con của mình về được rồi. Cái tài sản lớn nhất là những đứa con của mình có thể bây giờ có thể còn rồi có thể tìm kiếm tiền được. Đó, không có gì bằng nữa. Quay con vui sướng á. Thằng thằng quần chạy luôn. Hồi nãy à mấy chị này là đã chạy rồi. Giữa biển con ơi. Con bò người mẹ mà thể che chở cho con được, cảm cái tính mạng của mẹ nên không chịu nghe nè, nặng là con ngoài biển thôi, mẹ không thể nào bảo vệ được bây giờ. Tình cảm của mình người vợ, cái đây là người chồng gặp nạn nhớ nhất trong một đời này, hai đứa cảm xúc của mẹ rất là khi nằm dưới như thế này, con rơi bền bền cái biển nó có gì đau khổ. Nhận cái gì gọi con có gì ảnh có thông tin gì về cho tụi em hay ha. Mừng quá trời cho bà con. Quá trời vui. Tình cảm của bà con hàng xóm em cũng mừng trời trời. Dạ dạ. Tối nay mà ba ngày còn cuốn sống là vui luôn á.